Ngày 403 Tỷ sử bài lính san thiên. Hãy xem hướng dẫn về cách học và liên kết phim ở phía dưới. Hãy nhớ luôn nói to, rõ, càng nhiều và càng nhanh càng tốt. Đầu tiên là cách nói, đi theo, đuổi theo, nguyên văn là theo, lên. Cân sẵn. Cân. Cân. Sẵn. Sẵn. Cân sẵn. Cân sẵn. Cân sẵn. Mau, đuổi theo, nguyên văn là nhanh, theo lên. Khỏe, cân sẵn. Khỏe, cân sẵn. Khỏe, cân sẵn. Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô Vi Vi Vi, muội phải cẩn thận đấy. Lũ ẻ bê bê, nhéo xà xin à. Chân Thủy, đợi lát muội đi kéo lên nó. Chân Thủy, nó quay ở chưa la chủ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lão quê chủy, trần di xí gì hả? Được, ok. Hảo. Mau, đuổi theo, nguyên văn là nhanh, theo lên. Khỏe, cân sẵn.